Hai vợ chồng nữa nha. Trời ơi. Cái gì vậy? Rửa vai. Ủa, đúng ngon quá nè. Muốn sáng hả Trương? Dạ. Mua gì vậy? Dạ, cắt thi nè. Chị đi ra coi, chị đi ra cho anh Tân thoát thôi. Đi ra coi thoát, ra ra ra. Chị Hùng đó. Trời ơi. Em lượt đó lọt 500 nè. Quyền. Ôi cứu chiếc dép. Chị Thiên. Ê gớt đầu tóc giả nè. Trời quá chị. Trời lớn rồi. Lớn gì chị? Lớn rồi chơi. Trời quá ha. Mấy đứa em hơi lịch sự. Ý ra coi ý. Ủa làm gì má. Trời chưa vô. Nó nhào trước ăn trước rồi. Trời con đi ra con. Con nhà ông. Trời nó ghét quá vậy. Mình ở đâu vậy? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Đúng say luôn rồi đó. Chê gì chê dữ vậy. Ý ra coi con. Trời dạo này gãy miếng rồi xích qua bên nè. Chị Tiên. Tiên. Anh ơi. Anh nói chị Tiên giống gái không? Bây giờ chị anh chịu à, chị Tiên làm ba anh không? Chị ta có vợ rồi đúng nè, không? Mọi người đúng. Mọi người quay nè. Đây là đàn ông này, đây là dặn gái nè. Sau này nó nhô ra nè. Bà nội, đừng tiền bà nội. Sao cái này nó nhô ra nè? Ý. Mình ở đâu vậy? Quận 10 ha, đi ai qua đây vậy? Đi mình á. Ủa nó ghét quá vậy trời. Mẹ tối nay cho chú ngủ đỡ đi mà. Mẹ. Cái gì? Đi với yêu quái này nè mẹ. Đi đây hả? Bạn. Chỉ là bạn thôi. Dù bà, bà có đi theo người ta đi chăng nữa, người ta cũng không có yêu bà đâu. Nhiều khi lại đây, tự nhiên liếc mắt ra tình. Cái à, em này thích dán tiền sao? Tiên ơi Tiên. Đâu em với chị à. Trời đứa ghét quá vậy. Thì chị thì chia nhau chị nè. Chị Tiên. Trời chị Tiên ơi, ướt mẹ cái quần rồi Tiên ơi. Tiên, lỗi hả? Trời nè 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 nè. Bà giả bộ bà té. Nè nè giả bộ té rồi tao không biết tao dựng cái đầu bà là ướt tốt giả bà ra nè bà. Trời ơi là trời. Nè nó bây giờ nó đứng rồi. Ủa con nào không hề đụng chạm mấy con như vậy? Không, chơi, con đứng, cô cứ đi vô. Không, chú lớn tuổi rồi. Chưa. Chị nhắn tin qua đây chị qua đây. Chủ gì vậy? Qua đây. À chú. Qua đây nói chuyện với người ta coi qua đây. Chú lên cho lên cho mẹ. Qua đây. Nè chị nhắn tin nè. Gì? Anh đừng lên xích lên chị á xích cho. Em còn nhỏ tuổi lắm kêu anh. Ok ok kêu qua kêu. Lên rồi đừng lấy ra ra. Lên đây. Quá mẹ. Lên đây. Ê chú. Cái gì vậy? Sụ. Lại nhắn tin. Chú ngon quá. Trời. Đúng mê trai rồi đó. Mê trai. Trời ơi. Mềm quá. Mẹ 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 rồi đó. Chết là không được rồi chị Tiên ơi. Sao vậy chị Tiên? Ồ trông dám ăn nữa luôn. Gì? Gì? Ba con cái gì đi? Ba ruột mày đó ý. Mày không, kêu. Đây là Nguyễn Gia Hùng chứ đừng tin nó. Trời ơi trời. Đừng có tin mẹ con. Cho mày xạo. Mày mới vừa nói mà đừng tin nó rõ ràng thấy không? Thấy không? Mẹ con tin là là Nguyễn Gia Hùng. Tên đẹp mà. Tên đẹp đúng không? Chú tên gì chú? Nguyễn Gia Văn quá. Không. Cô tên Nguyễn Thị Mơ. Mơ màng hả? Rồi. Mọi người đợi thì xíu nha, chừng nửa tiếng nữa. Mặt dâm như vậy. Trời trời. Ok. Ok là con gà đen. Rồi há cảo vui vẻ luôn mọi người ơi. Ok. Khoan từ từ. Xin chụp tấm nhảy vui không? Vui, bao vui luôn. Nói vui đâu. Nãy mẹ. Ok, cảm ơn. Hết vô đồng rồi đó. Mọi người có ngồi đó giùm em nha, đừng có di dời. Một lát khách vô, khách ta đang vô đông á là đụng ra mọi người bị kẹt á nha. Đi ra bà toàn nguyên luôn. Dạo này thường thường tối là đông. Em ra đây nè. Mi mất chỗ. Cười lên. Mọi đợi giùm em nha, đợi em tí xíu mọi người. Mọi người ơi. Xích lên. Đúng rồi, em áo đen ở lại nha. Em áo đen ở lại, đội nón đen nè. Chưa tiền đó. Gái ơi chưa tới cưng đâu. Chưa. Sai rồi. Cứ ngồi đó đi.
ngồi xuống. Đừng có giật nó, đừng có giật nó con, đừng có giật em. Hôm chó giật tí xíu con ta mệt á, nghiệp chó. Ừ, ngồi thay thế đi. Lên đây chụp với chú nè con. Nè. Thôi nhìn. Thái độ gì vậy? Không, nhìn nó giống xin gù quá à. Quá đáng rồi đó. Nè. Cười lên con cười kìa, cười lên, hái răng luôn, cười hái răng. Bị cái gụng gãy răng hả? Rồi răng đều á, cười đi. Nè, bỏ hai ba. Cái kìa trời. Rồi ngồi đi, không có gọi đâu ban đêm nha bà. Mà gọi đâu ban đêm mới mốt đó, nó lạnh nóc ho đó. Ngồi ngồi đi con, ngồi đi. Xích lên đây ngồi nè gái, chúc người ta lên người ta vô. Ngồi 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 giùm em nha. Chúng một xe ta đang gửi xe ta đi ra đó. Là nguồn lát rồi người ta đã ghế chống ta chen vô là nguồn bị mất quyền á. Nói thiệt mà. Rồi lúc đó em đâu có quyền em đủ người ta ra chỗ khác. Thôi kỳ lắm. Cười tươi lên cô gái. Cảm ơn chị. Bốn người luôn. Ok. Không được luôn, không chụp luôn. Mọi người ơi, ngồi đây đợi nè. Ai mới vô ngồi đây đợi giùm em nha. Cái hàng này là hàng đợi nè. Còn cái băng ở dưới đây là trường mẫu giáo. Lên đây nè. Ừ, lên đó ngồi đợi đi. Hả? Rồi má làm cô giáo cũng được nữa. Vô đây ngồi nè. Ê bạn, bà đang ngồi đợi, cái hàng này đang ngồi đợi, ngồi cứ gì vậy? Ừ đó, em có ngồi đợi không? Ngồi đợi, ừ, ngồi đó. Đúng không? 30 ngàn cực không? Không chị. Con nít là cái giá đặc biệt 45 lượng nha. Tại vì một bịch 30 là em bán cho người ở dưới thôi. Ừ ok. Có sao nó dặn trước một lát nữa lấy 45 cái bị chửi đúng không? Con 45 ngàn nha con. Con cầm nhiêu rồi? Hả? 30 quá, lấy tiền thêm nha. Thôi xích lên đi chị. Thôi, mình lựa thời cơ mình bào được nha. Chúng bị điện giật về ông nội. Em xin chụp hình nha. Ok. Ok con lên. Can you send me one photo that? Anh chụp mình đi. Dạ ok. Ôi cái mặt anh qua che hết màn hình đây. Vâng. Thank you very much. Có chè mình xin cảm ơn. Ồ ok. Ủa, cái đầu con đâu rồi? Xong rồi. Cảm ơn cô. Dạ đi cắt. Quy gia đình nó luôn kìa. Quy gia đình nhiều dân đeo 10 đứa nít luôn á. Con lên đi con. Cái lên xin lên. Đi chung lên luôn. Mà không có môi nha. Ngồi xuống đừng lên nữa. Đừng lên. Xích lên mọi người. Ai mua bánh xích lên. Em
Ok em.